Xin chào cô chú, quý anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách lưu video từ YouTube về điện thoại của mình nha. Nó rất là đơn giản luôn, chỉ mất khoảng 2 phút thôi. Đầu tiên á, mọi người muốn lưu một cái video nào trên YouTube thì mọi người hãy vào cái YouTube nha. Rồi, mọi người vào YouTube. Ví dụ em vào YouTube đi, em chọn lưu cái video của em đi. Nè. Hoặc là mọi người muốn chọn cái video nào á thì mọi người nhập cái tên nha. Thì em chọn lưu cái video của em vô em xem. Rồi. Bây giờ em muốn lưu đúng không? Em sẽ nhấp vô chữ chia sẻ nha. Rồi, sau đó nhấp vô chữ sao chép đường link. Rồi. Xong cái mình thoát thẳng ra luôn. Mình vô Google nha, hoặc là Google Chrome, Cốc Cốc cũng được. Mọi người nhập cho em chữ là i2 Mette. Đây, em nhập sẵn rồi nè. Mọi người nhấp vào hàng đầu tiên luôn. Rồi, mọi người dán cái đường link vô. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái video nè mọi người. Cái chỗ chữ video á là mọi người nhấp cho chữ tải về là nó sẽ có video và âm thanh. Còn mọi người nhấp kế bên chữ audio á là mọi người tải về chỉ có âm thanh thôi, không có video nha. Bây giờ em sẽ tải về có video và âm thanh luôn. Đó. Rồi, nhấp vô chữ tải về nha mọi người. Rồi, xem chi tiết nó đang tải nè. Đó. Bây giờ nó tải về thì em sẽ vô cái chỗ mà điện thoại của mình á, mình chỗ lưu của mình á, bây giờ mình thoát ra luôn. Mình vô chỗ lưu, kiếm chỗ tải về. Đây, chỉ download nè mọi người, em mới tải về xong nè. Nó buổi đêm mới tải nè mọi người. Đã lưu xong cái video nha. Có âm thanh luôn. Đây em sẽ bắt âm Cái thanh cách lên. tạo tài Đó. khoản Gmail. Nó có âm thanh nha mọi người. Như vậy là xong nha, chỉ khoảng 2 phút thôi. Xin chào tất cả mọi người nha. Video đến đây là kết thúc. Mọi người thấy video hữu ích nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ em nha.